kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tiếp viên hàng không bán cái ngàn vàng giá ngàn đô, quan móc túi ngàn dân để mua cái ngàn vàng. Vào ngày 10 tháng 8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ mới triệt phá đường dây môi giới mại dâm ngàn đô do Võ Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1997 sống tại Gò Vấp, từng làm tiếp viên hàng không đã nghỉ việc từ ngày 5 tháng 10 năm 2022 để mà điều hành. Có cùng thì ắt là có cầu. Đường dây này bao gồm những tiếp viên hàng không và cựu tiếp viên hàng không bán dâm giá từ 1.000 đến 3.000 đô la trên mỗi người, mỗi lượt. Đường dây này không chỉ có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không mà còn có cả các hot girl, người mẫu nổi tiếng khác. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh đã hưởng 7 triệu đồng mỗi cô. Ngoài việc môi giới bán dâm, Hạnh cũng trực tiếp tham gia bán dâm cho các đại gia tại các khách sạn, resort sang trọng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa, Vũng Tàu. Có cung thì ắt là có cầu. Cái ngàn vàng mỗi lần bán cả ngàn đô là cái giá quá cao. Các cô dùng nó bán đi bán lại nhiều lần nên việc làm giàu rất dễ dàng. Những cô gái bán dâm này không có gì phải bài xích họ, bởi nhu cầu xã hội cần thì họ sẽ bán. Ngay tại các nước văn minh như Hà Lan thì các cô gái bán hoa vẫn tồn tại như một nghề vậy. Tuy nhiên tại đấy, gái bán hoa bán cái họ có trong một cách hợp pháp. Họ được chăm sóc sức khỏe một cách có kiểm soát. Đấy là cách tránh cho các bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục lây lan. Vào năm 2018, mạng xã hội từng dậy sóng khi chính quyền phát hiện ra đường dây bán dâm khủng toàn là người mẫu và hoa hậu trong giới showbiz. Có cô bán dâm một lần tới 25.000 đô la. Nguồn tin cho biết trong một trong những giá bán dâm trả đến 25.000 đô la là một điều rất đặc biệt, đó là quan chức lớn không thể công khai danh tính. Khách hàng cho những trường hợp thế này chỉ có đại gia và quan chức của đảng. Bán dâm và mua dâm cũng không có gì sai. Nghề bán dâm lâu đời hơn bất kỳ một chế độ chính trị nào. Từ thời cổ đại khi con người ăn lông ở lỗ thì nghề này đã có chứ không phải đến bây giờ. Không một chế độ nào có thể hoàn toàn bài trừ được tệ nạn này cả. Đó là một thực tế. Ở một số nước văn minh họ đã hợp thức hóa để mà quản lý cho tốt. Trong khi đó chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hay nói đạo lý và cái gọi là diệt trừ tệ nạn mại dâm, nhưng họ là hành động rất vô đạo. Khi các đường dây bán dâm bị lộ, họ bêu rếu tên người bán dâm, nhưng tên tuổi kẻ mua dâm mà trong đó có rất nhiều đảng viên Đảng Cộng sản cấp cao của họ thì họ lại ém nhẹ. Ai đủ tiền mua dâm ngàn đô đây? Chỉ có đại gia và quan chức của đảng mà thôi. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì một số vị đại gia cho biết họ thích cặp bồ rồi chu cấp cho người đẹp hơn là mua dâm. Việc này làm cho các chân dài có tiền ăn xài mà không phải lao động gì nhiều, lại được cho là an toàn. Đại gia có tiền thì họ công khai dùng số tiền của họ. Một số đại gia bỏ vợ để cưới ca sĩ hay người mẫu luôn mà chẳng cần phải mua bán. Quan chức thì không làm được như đại gia, mặc dù quan chức cũng có rất nhiều tiền. Họ ăn của dân không chừa một thứ gì để mà làm giàu, nhưng đồng tiền này phải được giấu giếm, chứ không được công khai ra. Cho nên, muốn có người đẹp thì họ dùng tiền để mà mua từng lượt, chứ không bao luôn như nuôi bổ nhí. Làm như thế rất dễ bị lộ và khiến thanh danh của người chuyên giao giảng đạo đức cách mạng cho xã hội sẽ bị hoèn ố. Công bố, rồi dính tên tuổi các lãnh đạo thì lại xấu mặt đảng bây giờ. Nhu cầu sinh lý của con người ai cũng có và nhu cầu mua dâm thì thường dân hay quan chức đều như nhau cả. Có điều miệng quan thì cứ giao giảng đạo lý hay nói về sự làm gương và nhân vụ lén lút. Từ thời Hồ Chí Minh tới giờ, người Cộng sản luôn sống hai mặt. Mặt bên trong thì sống theo bản năng bất chấp, nhưng mặt bên ngoài thì luôn nói đạo lý dạy đời. Họ dùng tiền vơ vét của ngàn dân, của vạn dân để mà làm giàu. Tiền nhiều quá không biết dùng đâu cho hết thì đi mua cái ngàn vàng giá ngàn đô để thỏa mãn cái bản năng của mình. Kể từ năm 2018, báo chí đã đề cập đến việc có nên công khai danh tính người mua dâm hay không, nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì một mực bác bỏ. Nay báo chí cũng để lại đề cập một lần nữa, tuy nhiên sẽ không có chuyện công khai, bởi chẳng lẽ công khai rồi lòi luôn hàng loạt các vị quyền cao chức trọng, ủy viên trung ương, đảng hoặc ủy viên bộ chính trị, thì xấu mặt đảng, họ đang giao giảng hàng ngày đạo lý thì phải ém đi mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tiếp viên hàng không bán cái ngàn vàng giá ngàn đô la,
quan chức thì móc túi ngàn dân để đi mua cái ngàn vàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nếu tóm được Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ván cờ người có kết thúc sớm hay không? Mới giữa một nhiệm kỳ nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã vội vã họp bàn chọn nhân sự cho nhiệm kỳ sau. Một nhiệm kỳ là thời gian để lãnh đạo ra chính sách phát triển đất nước. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong nhiệm kỳ là tạo ra việc của các chính sách, là tính hiệu quả của công tác quản lý đất nước, quản lý địa phương hay là quản lý ngành. Ở các nước dân chủ, nhân sự của nhiệm kỳ tiếp theo được quyết định bởi kết quả điều hành quản lý đất nước. Việc chạy đua vào các vị trí quyền lực thì nơi nào cũng có. Tuy nhiên, ở xứ tư bản, việc chạy đua này là công khai và quyền quyết định là lá phiếu của người dân. Còn ở Việt Nam, người dân đã bị gạt ra rìa, nên việc lãnh đạo làm được hay không không quan trọng bằng việc củng cố quyền lực để tranh đoạt vị trí mới trong nhiệm kỳ tiếp theo. Mới giữa nhiệm kỳ mà đã lo tranh phần quyền lực. Chỉ có một con vật mới quay lưng trước nỗi đau của đồng loại để liếm láp bộ lông của mình, là câu nói của ông Tổ, chủ thuyết Cộng sản Karl Marx. Ông Marx chết cách đây gần 1,5 thế kỷ, nhưng có vẻ ông Marx biết trước tương lai. Câu nói trên giống như câu chửi của ông dành cho các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người mà hiện nay đang thờ cái chủ thuyết của ông ta. Nếu nói quan chức dưới chế độ dân chủ lấy việc lo cho dân làm thước đo thành công của sự nghiệp chính trị, thì ở xứ Cộng sản này, việc lo cho dân không được quan tâm. Các quan chức chỉ chăm lo nhóm lợi ích của mình mà thôi, nhét cho ngày nổi tiền vào chiếc túi của mình. Nhóm lợi ích mạnh thì cơ hội được cơ cấu lên cao chắc chắn còn cao hơn. Còn việc nỗ lực lo cho dân tốt mà không có thế lực đỡ đầu thì cũng như không mà thôi. Vì thế, suốt 5 năm trong nhiệm kỳ, quan chức của Đảng Cộng sản chỉ lo liếm láp bộ lông của nó cho thật đẹp. Mới nửa nhiệm kỳ mà đã lo việc sắp xếp nhân sự là dấu hiệu của việc tranh quyền đoạt lợi từ rất sớm. Suốt nhiệm kỳ chủ yếu là lo đấu đá triệt hạ lẫn nhau để củng cố lực lượng. Ban đầu cái lò công trọng được dựng lên có vẻ là để làm sạch trong đảng, sạch trong bộ máy của nhà nước. Nhưng cuối cùng người ta mới vỡ lẽ ra rằng càng chống thì tham nhũng càng bùng phát mạnh hơn. Cái được cho đất nước thì không thấy, nhưng cái được cho phe cánh thì rất rõ ràng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là con cờ quan trọng của ông Phạm Minh Chính. Từ khi ông Phạm Minh Chính bất ngờ giành được chiếc ghế thủ tướng, hất Vương Đình Huệ ra thì Trung ương lại xảy ra kịch chiến. Trong vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khui và dần dần lộ rõ, các phe phái đang giành giật nhau từng chút một. Khi chưa kịch chiến thì doanh nghiệp thân hữu IC đạt đủ thứ danh hiệu, nào là doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu nhất, thương hiệu quốc gia xuất sắc nhất vân vân. Một doanh nghiệp với đủ loại huân chương, huy chương, bằng khen của đủ loại mọi cấp, bỗng nhiên bị truy bức đến cùng. Và từ đó, những tin tức từ bên trong tuồn ra cho thấy IC và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhìn vậy chứ không phải là như vậy. Bên trong công ty IC có nhiều mối làm ăn rất mờ ám, thậm chí dính được cả việc nhập khẩu vũ khí. Còn nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là mắt xích quan trọng trong đường dây kinh tài của nhóm thân ông Thủ tướng trong Bộ Quốc phòng. Tóm Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bài toán khó đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Việc trụ Tổng Bí thư liên tục đánh phá trụ Chủ tịch nước và trụ Thủ tướng sau đại dịch Covid là điều rất dễ thấy. Tuy nhiên cuối cùng chỉ có trụ Chủ tịch nước ngã, chứ trụ Thủ tướng thì vẫn sừng sững đứng yên. Thông tin riêng cho Thời báo.de cho biết ông Thủ tướng là người chơi cờ người rất giỏi. Con cờ quan trọng nhất trong tay ông Thủ tướng không phải là các ông Bộ trưởng hay là Phó Thủ tướng, mà là một phụ nữ, một chủ doanh nghiệp, đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là con cờ mà ông Thủ tướng cần bảo vệ, ngược lại bà này là con cờ mà phe ông Tổng Bí thư muốn triệt hạ. Nếu hạ được Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì rất có thể ván cờ chính trị giữa ông Thủ tướng và ông Tổng Bí thư sẽ được hạ màn sớm, và nhân sự cũng được an bài sớm hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nếu tóm được Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ván cờ người sẽ kết thúc sớm.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de